Chào toàn thể 500 anh em viewer thân mến, hôm nay lại tiếp tục có mặt trong cái buổi chia sẻ kiến thức cùng với cả nhà cung cấp Sài Gòn Food ngày hôm nay cùng với cả Tuấn. Thì ạ đối với cả Sài Gòn Food thì có lẽ đối với là chúng các bibo nhà mình thì rất là rất là quen thuộc rồi đúng không? Nhưng mà tại sao hôm nay lại có cái buổi chia sẻ này ở đây cùng với cả Sài Gòn Food? Ừ, vâng như các bạn đã biết đó thì trong cái thời buổi hiện đại ngày nay của chúng ta đúng không? Để có thể đảm bảo cho bé một bữa ăn thì các ba mẹ sẽ phải lan tăn đến vì sao? Ờ, chọn được cho bé cái nguyên liệu nào là đảm bảo này, rồi là nêm nếm ra sao để sao cho bữa ăn của bé đầy đủ cũng như là cân bằng về lượng dinh dưỡng. Và các bạn biết đấy thì đó là một cái bài toán vô cùng vô cùng đau đầu dành cho các ba mẹ đúng không? Vâng và đứng trước cái nỗi lo đó thì Sài Gòn Food với hơn 17 năm kinh nghiệm cùng với đó là sự thỏa mãn của khách hàng được đặt lên hàng đầu thì ngày hôm nay những bộ sản phẩm của Sài Gòn Food đã hoàn toàn giải quyết cho ba mẹ những cái bài toán đó rồi. Vậy thì bài toán đó là gì? Các bạn ạ, đầu tiên đó là bài toán về đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé trong bữa ăn của mình. Bài toán thứ hai đó là sao? đảm bảo cho bé đầy đủ dinh dưỡng theo từng độ tuổi của các bé nhé. Và thứ ba là gì ạ? Giúp các ba mẹ tiết kiệm. Tiết kiệm ở đây chúng ta sẽ tiết kiệm được những gì ạ? Đầu tiên đó là về chi phí. Và thứ hai đó là tiết kiệm về thời gian của các ba mẹ. Và bây giờ ngay đây sẽ có một cái mini game nhỏ dành cho các bạn Các bạn nhớ nhận mini game này hay lắm ờ, Rất là dễ Và phần quà Sài Gòn Food mang đến cho chúng ta hôm nay rất là đặc biệt và rất là khác với cả những cái phần quà khác đó là gì ạ? Một thẻ cào trị giá 100.000 đồng dành cho bạn nào có câu trả lời nhanh và chính xác nhất thì các bạn hãy nhanh tay kể lại giúp Tuấn ba đặc điểm vừa rồi Tuấn vừa mới chia sẻ cùng với cả các bạn thì các bạn sau khi trả lời thì nhớ kèm theo cả số điện thoại ở trên câu trả lời của các bạn nhé Tuấn sẽ dành cái thẻ cào 100 trăm ngàn này cho bạn nào có câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất ngay bây giờ nào hãy nhanh ra tay tương tác cùng với cả Tuấn nhé vâng cảm ơn phần uh, tương tác rất là nhiệt tình của các bạn vừa rồi uh, đúng là hôm nay có quà hay có khác nên là các bạn comment khiến Tuấn nhiệt quá rồi uh... Tôi sẽ xin phép được nhắc lại ba cái đặc điểm vừa rồi nhé. Thì đầu tiên đó là sao ạ? Cái điều mà Sài Gòn Food luôn luôn mong muốn dành cho các ba mẹ đó gì? Đầu tiên đó là đảm bảo hoàn toàn an toàn tuyệt đối cho cái bữa ăn của bé. Thứ hai đó là gì? Đảm bảo được đầy đủ chất dinh dưỡng đối với cả từng độ tuổi của bé nè. Và thứ ba đó là tiện lợi, tiết kiệm, giúp cho bé tiết kiệm, à, giúp cho các ba mẹ nhé các bạn, giúp cho các ba mẹ à, tiết kiệm về thời gian cũng như là chi phí để chuẩn bị cho một bữa ăn của các bé. Vâng, cảm ơn phần tương tác vừa rồi của các bạn Thì ngay bây giờ sẽ không để mất thời gian nữa Thì Tuấn cùng với cả các bạn sẽ cùng nhau đi trực tiếp vào cái dòng sản phẩm của chúng ta nhé Thì ngày hôm nay như các bạn có thể nhìn thấy ở trên này Thì chúng ta có 4 dòng sản phẩm Bên ngoài cùng đó là dòng sản phẩm dành cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên Đây là dòng sản phẩm cháo tươi nhuyễn Sài Gòn Food Baby Thứ hai đó là dòng sản phẩm cho bé từ 10 tháng tuổi ở đây Tuấn đã set up sẵn đây rồi Và thứ ba đó là dòng sản phẩm dành cho bé từ 12 tháng tuổi là phần cháo tươi Sài Gòn Food đây và thứ tư cũng là cuối cùng là phần sản phẩm dành cho bé từ 15 tháng tuổi đó đây là những cái phần cơm hầm vâng và bây giờ tuấn sẽ review trực tiếp với cả các bạn về cái dòng sản phẩm đầu tiên của Sài Gòn Food đó là dòng sản phẩm cháo tươi nhuyễn thì dòng sản phẩm này dành cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên các bạn nhé và các bạn ở uh, nhìn ở trên này chúng ta sẽ có 3 vị đầu tiên đó là gì ạ vị bò đậu Hà Lan tuấn đang cầm trên tay đây thứ hai đó là vị tôm và bắp và thứ ba là vị thịt thăn và cà rốt Wow, ba vị dành cho bé Vâng, ừ, và để chiều lòng các ba mẹ thì Saigon Food đã đưa lên trên bao bì của sản phẩm với 5 cái đặc điểm nổi trội mà các bạn có thể nhìn thấy và tư vấn luôn cho khách Đầu tiên là gì ạ? Đó là sử dụng 100% nguyên liệu tươi và thứ hai tất cả những nguyên liệu này được đun chín bởi công nghệ Nhật Bản và thứ ba đó là sao ạ đảm bảo được năm cái nhóm dinh dưỡng thiết yếu nhất dành cho bé thứ tư đó là không có hạt nêm bột ngọt và thứ năm đó là không sử dụng chất bảo quản nha các bạn nhé và còn một hai cái nữa này các bạn nhớ giúp Tuấn này và một hộp này của bé với trọng lượng là 150g chưa? Thì ngay bây giờ sẽ tiếp tục là một mini game nữa dành cho các bạn một chiếc thẻ cào đã trị giá 100 ngàn Sẽ dành cho các bạn với câu trả lời nhanh nhất Các bạn hãy nhanh tay chuẩn bị comment nhé Hãy kể lại giúp Tuấn ba vị của dòng sản phẩm cháo tươi Nguyễn Sài Gòn Food baby cùng với đó là trọng lượng của một gói này nhé Vâng cảm ơn phần tương tác vừa rồi của các bạn. Thì uh, vừa rồi đó là cái dòng cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục review với cả các bạn về cái dòng sản phẩm cho bé từ 10 tháng tuổi trở lên. Vì cái dòng sản phẩm cho bé từ 10 tháng tuổi trở lên chúng ta sẽ có ba nhóm sản phẩm. Đầu tiên đó là gì ạ? Sài Gòn Food cháo tươi, Sài Gòn Food baby dòng thứ hai đó là cháo bổ dưỡng Sài Gòn Phút và dòng thứ ba là cháo tươi Sài Gòn Phút Baby nhưng mà là dạng chén nhé các bạn. thì ngay đầu tiên Tuấn sẽ đi review với cả các bạn về cái nhóm đầu tiên và cũng là cái nhóm mà hôm nay mà Tuấn muốn chia sẻ nhiều nhất với cả các bạn đó là ba cái dòng sản phẩm từ 10 tháng tuổi trở lên của Sài Gòn Phút thì đầu tiên Tuấn sẽ đi vào nhóm đầu tiên nhé. đó là dòng sản phẩm cháo tươi Sài Gòn Phút Baby thì đây là một cái dòng chủ lực của Sài Gòn Phút thì Tuấn sẽ review cho các bạn xem luôn nhé. À, như các bạn có thể thấy ở trên màn hình đây thì chúng ta có sáu 6 vị của sản phẩm đầu tiên đó là bò đậu hà lan và cà rốt này thứ hai đó là cá hồi và cải bó xôi thứ ba đó là thịt than bằm bí đỏ thứ tư đó là gà cà rốt thứ năm là tôm rau ngót và cà rốt và cuối cùng đó là lươn đậu xanh và không chỉ dừng lại ở đấy đâu các bạn hãy nhìn lên giúp tuấn đây là chúng ta có thể thấy này hoàn toàn là bao bì mới và cùng với cả đó là một công thức mới được đưa vào cho trong cái dòng sản phẩm này nữa thì các bạn biết đấy trong mỗi bữa ăn thì các ba mẹ thường thường sao rất là quan tâm đến cái việc mà bé có phát triển được về là trí não này rồi là bổ sung được dinh dưỡng hay không thì đây trong dòng sản phẩm này của chúng ta đã được bổ sung thêm dha giúp cho bé phát triển về cả trí não cũng như là thể lực và cái thị giác của bé và sau nữa thì tất nhiên là dòng sản phẩm của Sài Gòn Food này mà nên là 100% là nguyên liệu tự nhiên, không hạt nêm bột ngọt cũng như là không chất bảo quản. Các bạn hãy nhớ nhá và mỗi một gói này của chúng ta với cái trọng lượng là 240 g dành cho bé. Rồi ngay bây giờ sẽ tiếp tục là một cái mini game nhỏ nữa dành cho các bạn để lấy quà về ha. Rồi các bạn hãy kể lại giúp Tuấn những cái vị nhá. Đây là mới một mini game nhỏ thôi. Các bạn nhớ giúp Tuấn này, hãy kể giúp Tuấn 6 vị của dòng sản phẩm cháo tươi Sài Gòn Food Baby cùng với cả đó là sao ạ? Trọng lượng của từng gói. Được chưa ạ? Các bạn đã nhớ câu hỏi chưa? Vâng, cảm ơn các anh chị đã comment cùng với cả Tuấn rất là nhanh. Thì tiếp tục đó là một cái mini game thứ hai dành cho cái dòng sản phẩm cháo tươi Sài Gòn Food Baby ở đây. Thì các bạn hãy nêu lại giúp Tuấn bốn cái đặc điểm mà Tuấn vừa mới nêu mà bốn cái đặc điểm này đều in ở trên bao bì rồi đấy thì có bạn nào đang ở dưới cửa hàng á muốn nhanh tay thì nhanh chạy đến cái quầy thực phẩm của mình á cái quầy thực phẩm ở ngay đầu cửa hàng luôn của chúng ta cầm gói cháo tươi này lên và comment comment nhanh lên giúp Tuấn nhá. Vâng cảm ơn phần tương tác vừa rồi của các bạn thật sự là nóng bây giờ tôi đang cảm thấy rất nóng rồi bởi vì cái không khí mà tương tác của các bạn giúp Tuấn nhiệt quá và đó, lúc nãy Tuấn đã đi vào cái nhóm thứ nhất đó là cháo tươi Sài Gòn Food Baby rồi đúng không? thì ngay tiếp theo Tuấn sẽ đi đến cái dòng thứ hai tức là cái nhóm thứ hai nhé các bạn xin lỗi từ nãy cứ cứ dòng hoài đó là nhóm thứ hai đó là dòng, nhóm cháo bổ dưỡng thì thường được các ba mẹ sao à, muốn cho con mình có một bữa ăn thêm nhiều những cái dưỡng chất cao cấp hơn này hoặc là các ba hoặc là thậm chí là các bé thì muốn nó bổ sung thêm cái dưỡng chất cho của mình ấy sau khi mà các bé mà mới ốm dậy mà cần phải bổ sung thêm nhiều năng lượng hơn thì đây chính là cái giải pháp dành cho các ba mẹ đó là gì ạ dòng cháo bổ dưỡng của Sài Gòn Food với 5 vị các bạn nhé đó là gì ạ đầu tiên bồ câu yến mạch hạt sen dòng thứ hai đó là tổ yến bát bảo thứ ba đó gì ạ gà áp nhân sâm Hàn Quốc thứ tư đó là tổ yến cá hồi và cuối cùng ở đây là gì ạ tổ yến hạt sen là dứa vừa rồi đó là năm vị của sản phẩm thì các bạn hãy nhớ nhá tất nhiên dòng sản phẩm của Sài Gòn mà thì đây là hoàn toàn một trăm là nguyên liệu tươi không hạt nêm cũng như là không chất bảo quản và mỗi gói này là hai trăm bốn mươi trong một gói và tiếp tục bây giờ Tuấn sẽ lại tặng tiếp một cái cạp một trăm ngàn nữa dành cho bạn nào có câu trả lời nhanh nhất hãy kể giúp Tuấn nhanh nào năm cái vị vừa rồi cũng như là trọng lượng của một gói sản, sản phẩm cháo bổ dưỡng Sài Gòn Phút dạ vâng cảm ơn cái sự tương tác vừa rồi của các bạn thì tiếp theo đây đó là cái nhóm thứ ba mà tuấn muốn để, uh, giới thiệu với cả các bạn trong cái dòng của cháo tươi sài gòn food dạ vâng như các bạn đã thấy trên tay tuấn đây thì là sản phẩm cháo tươi sài gòn food baby nhưng mà dạng chén thì đối với cả dòng sản phẩm này của chúng ta có bốn vị các bạn nhé đầu tiên đó là ếch và đậu ngự thứ hai đó là gà thảo mộc hạt sen thứ ba đó là cua đậu hà lan và thứ tư đó là sản phẩm sò điệp và rau ngót nhật thì các bạn nhìn thấy này ở trong mỗi chén này thì cũng đều là 240 g bốn mươi gram thôi ờ, nhưng nó có một cái hay nữa khác với cả những cái dòng sản phẩm gói này là gì ạ thì đối với cả dòng sản phẩm này thì các ba mẹ hoàn toàn có thể sử dụng cái lò vi sóng lò vi ba của mình để vào nhá để có thể hâm nóng lên nhưng mà các bạn hãy nhớ giúp tuấn này có một chữ nhỏ nhỏ khi mà các ba mẹ uh, sử dụng cái lò thì hãy nhớ nhá mở cái nắp này ra này và các bạn nhìn này nhớ hãy chọc một chút giúp tuấn một hoặc là hai lỗ ở trên này để giúp cho cái sản phẩm của chúng ta thoát hơi và không bị nổ ha và tiếp tục là một sự tinh tế đến từ sài gòn food ở trên này có ở trên cái thìa ở trong cái uh, gói này sài gòn food đã thiết kế một cái g này giúp chúng ta đâm vào cái sản phẩm của chúng ta wow thật sự ưng ừ. ừ, ghê ha sài gòn food rất là tỉ mỉ cũng như là tinh tế với cả các ba mẹ wow đúng là thỏa mãn khách hàng là mục tiêu của sài gòn food mà vâng tiếp theo là một mini game tuấn dành cho các bạn thì các bạn hãy kể lại giúp tuấn những cái vị có ở trong dòng sản phẩm cháo chén của sài gòn food nhé cùng với đó là sao trọng lượng của dòng sản phẩm này là bao nhiêu Vâng, cảm ơn tất cả các bạn về những cái comment của bạn vừa rồi Thì bây giờ Tuấn sẽ nhắc lại một chút đối với cả dòng sản phẩm cho bé từ 10 tháng tuổi trở lên của Sài Gòn Food Thì chúng ta sẽ có 3 nhóm nhá Nhóm đầu tiên đó là dòng sản phẩm cháo tươi Sài Gòn Food Baby Thứ, thứ hai đó là dòng, dòng sản phẩm cháo bổ dưỡng Sài Gòn Food Và thứ ba cũng là cháo tươi tuy nhiên đó là cháo tươi dạng chén và đặc biệt các bạn hãy nhớ giúp Tuấn nhá. Dòng sản phẩm cháo tươi Sài Gòn Food Baby ở trên cùng đây các bạn nhìn này, với 6 vị này thì được bổ sung thêm gì ạ? Bổ sung DHA giúp cho bé phát triển về trí não cũng như là thị giác của mình. Dạ vâng, cảm ơn phần tương tác vừa rồi của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cả dòng thứ ba của cháo tươi Sài Gòn Food, đó là dòng sản phẩm dành cho bé từ 12 tháng tuổi trở lên với 5 vị ở đây. Đầu tiên đó là ở trên góc này cá hồi đậu Hà Lan Thứ hai đó là lươn đậu xanh Thứ ba đó là vị cá lóc cải bó xôi Wow, nhiều quá, nhiều quá Thứ tư đó là vị thịt thăn bằm bí đỏ Và cuối cùng ở đây đó là vị sườn non sườn non ngũ đậu nha các bạn rồi và mỗi gói này thì các bạn nhớ giúp Tuấn này mỗi gói này với trọng lượng của nó là gì ạ? Không còn 240g nữa đâu mà là 270g nhá các bạn. Đây là một cái mà các bạn cần phải nhớ. Và cũng tất nhiên rồi, sản phẩm của Cháo Sài Gòn Food mà thì 100% đó là nguyên liệu tươi, không bột nêm và không chất bảo quản. Thì ngay bây giờ uh, tiếp tục là một cái uh, cả 100 ngàn nữa sẽ dành tặng cho bạn nào có câu trả lời nhanh nhất hay bạn hãy liệt kê giúp Tuấn 5 vị của dòng sản phẩm cháo tươi Sài Gòn Food dành cho bé từ 12 tháng tuổi trở lên cùng với cả đó là trọng lượng của một gói này là bao nhiêu nhá. Vâng cảm ơn cái sự tương tác của các bạn vừa rồi. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái dòng sản phẩm cuối cùng của Sài Gòn Food đó là gì ạ? Đó là dòng sản phẩm cơm hầm, cơm hầm dạng chén thì các bạn biết đấy thì đối với các bé trong cái giai đoạn này tức là từ 15 tháng tuổi trở lên á thì các ba mẹ thường là cho bé tập ăn cơm này thì sẽ giúp làm gì ạ? Để giúp cho bé tập được cái phản xạ nhai của bé này rồi là giúp cho bé phát triển cơ hàm này thì tất nhiên để có thể phát triển được tốt nhất cái điều đó mà không ảnh hưởng đến việc răng lợi của bé có bị làm sao không hoặc là nó có bị ảnh hưởng gì đến nứa của các bé hay không thì cần phải có một cái dòng sản phẩm nó phù hợp với cả các bé đúng không? Vâng thì bây giờ sao Saigon Food dòng cơm hầm Sài Gòn Food dạng chén chính là một cái giải pháp dành cho các ba mẹ ngay bây giờ đây và dòng sản phẩm của chúng ta thì có 3 vị các bạn nhé các bạn hãy nhìn ở trên này này đầu tiên đó là vị tôm cà rốt thứ hai đó là bò đậu Hà Lan và thứ ba đó là cá lóc và đậu đỏ và tương ứng với cả mỗi chén này là 150g và các bạn hãy nhớ giúp Tuấn nhé cái này cũng rất là tiện lợi các ba mẹ có thể mở ra và sử dụng trực tiếp được luôn và nếu mà các ba mẹ muốn đun và hầm nóng lại cho bé thì làm thế nào ạ chúng ta sẽ mở ra nhá và sử dụng trực tiếp này để vào lò vi ba hoặc là đun nóng lên Thì các bạn hãy nhớ này cũng giống như cái dòng cháo chén Thì hãy nhớ giúp Tuấn là hãy chọc một số lỗ ở trên này nhé Để tránh cái việc mà nó bị phồng lên và bị nổ Rất là tiện lợi đúng không? Cơm dành cho bé ăn và đi đâu chơi cũng sẽ có thể có một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các bé Thì ngay bây giờ tiếp tục sẽ là một mini game nữa dành cho các bạn à, Tiếp tục là một thẻ cào 100 ngàn nữa à, Các bạn hãy nêu lại giúp Tuấn ba vị của dòng cơm hầm Gòn Food Và cái trọng lượng của một uh, cái chén Sài Gòn Food này là bao nhiêu nhá. Dạ vâng, chào các bạn. Tiếp tục đến bây giờ là cái phần mà Tuấn mong chờ mong chờ từ đầu chương trình cho đến bây giờ đó là gì ạ? Thử cháo và ngay bây giờ bên cạnh Tuấn đây các bạn có biết đây là hai không ạ? Đây Tuấn xin giới thiệu là một thành viên đến từ đại gia đình Sài Gòn Food. Uh, và chị có thể giới thiệu một chút về uh, những cái thông tin của mình dành cho các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay được không ạ? Chào mọi người, mình là Tuyết, mình đến từ nhãn hàng Sài Gòn Food và mình cũng là một bà mẹ bỉm sữa. Thì uh, mình rất vui vì uh, để đến ngày hôm nay để đồng hành cùng Tuấn. Vâng à, và bây giờ thì Tuấn sẽ nhờ chị Tuyết mở giúp Tuấn cái gói cháo này ra nhá để chúng ta có thể review trực tiếp được hơn cái gói cháo này ha. Chị Tuyết ơi chị có thể giúp em mở cái gói cháo này ra không ạ? Cảm ơn dạ. Tuấn. Thì đây là gói cháo tươi cá hồi cả bó xôi. Thì uh, mọi người uh, uh, có thể trước khi mình mở ra thì mình nên vuốt xuống để cho tránh cái tình trạng là cháo à. sẽ bị tràn ra. Còn các mọi người có thể nhìn thấy trên đây nó sẽ có một cái đường cắt thẳng và mình chỉ cần xé cái đường này mà không cần bất cứ dụng cụ hỗ trợ như dao kéo và xé rất là dễ dàng. Mọi người có thể thấy ở đây ạ. À. Wow, rất là à. tiện lợi và rất là nhanh nhẹ đúng không các bạn? Ồ, oh, ừ, đã xong xin rồi. mình nhé. À vâng em cảm ơn. Ừ uhm, tụi xin phép mọi người nhá. Trời ơi đợi từ nãy giờ lâu quá rồi. Uh, wow, mở ra thơm Quá là thơ luôn và ngay đây thì Tuấn có thể thấy được ở trên cái lớp nó có một lớp gọi là dầu cá Bởi vì sao Tuấn lại chọn cái cháo tươi Sài Gòn phút Cá Hồi và Cải Bó Xôi này Thì có một chút chia sẻ với cả các bạn nhé Thì đối với cả cái dòng cháo này này thì ngoài cái việc bổ sung DHA ra thì nó còn bổ sung được thêm DHA từ trực tiếp cá hồi có ở trong sản phẩm và các bạn nhớ nhá cá hồi của Sài Gòn Food Baby là nhập khẩu trực tiếp hoàn toàn 100% Na Uy đảm bảo cái lượng DHA bổ sung vào cho bé giúp bé phát triển về cả thị giác cũng như là trí não của mình bây giờ tôi sẽ thử luôn nhá thơm đúng không chị cảm thấy rất là thơm vâng tôi sẽ trộn lên trước ha thì các bạn biết đấy đối với cả một cháo như này thì chúng ta thì không sao đúng không chúng ta có thể cầm cái này chọc thẳng và ăn luôn tuy nhiên là để đối với cả các bé làm sao có thể mà ăn được dễ dàng nhất thì có lẽ là Tuấn sẽ xin phép ở đây có bát và Tuấn sẽ đổ ra nhá không đổ đâu đổ vào đấy thôi Tuấn sẽ múc từng chén từng chén ra ha dạ vâng em cảm ơn chị Đó, một thìa hai thìa à, tôi xin phép để sang bên này nhá à, đến cái phần mong chờ từ nãy đến giờ rồi. thì uh, Tuấn sẽ review trước một chút này thì đối với cả cháo chúng ta Tuấn có thể nhìn thấy mọi người có thể nhìn lại đây nhá. Uh, hạt cháo có thể nhìn ra đường này. ngoài ra ở đây còn có những cái gì ạ? ở đây là Tuấn nhìn thấy có cả những cái sợi cá hồi nữa đấy các bạn ạ. wow, sợi cá hồi thật là không thể, Tuấn không nghĩ là ở trong một gói như này mà có vẫn còn nguyên một sợi cá hồi như này đâu nhá. và ngoài ra thì còn có một màu xanh rất là đẹp nữa thì theo như Tuấn thấy ở đây cá hồi cải bò sôi. Ồ có lẽ là đây là màu của cái cải bó sôi đấy các bạn ạ. Uh, bây giờ Tuấn sẽ ném thử xem vị như thế nào nhá. Mm. wow không nào không biết phải diễn tả như nào nữa thì đó, không biết là có thể do đói hay không ngờ thực sự là nói đùa thế thôi cái vị cháo khi mà tuấn ăn vào ấy nó ngon lắm các bạn ạ nó rất là thơm ờ, rất là thơm cái mùi thơm á từ họng này nó đưa lên thẳng lên mũi của mình luôn mình cảm nhận được cái mùi thơm đấy và xong vẫn còn những cái sợi cá hồi vẫn còn lợn cợn lợn cợn ở trong này ăn rất là thích uhm. vị rất là tươi vậy thì tại sao lại như thế ờ, Ở đây nó có cái cái có gì hay không ta mà tại sao nó lại giữ được vị tươi như này mà ở trong một gói cháo như này thì có lẽ ở đây thì, uh, Tuấn xin phép được uh, chia sẻ với cả các bạn đó là về cái câu chuyện là uh, công nghệ của Sài Gòn food thì các bạn uh, nhớ dỗ Tuấn này 100 nguyên liệu tươi của Sài Gòn food được đóng gói trong một cái gói này đây và đun trực tiếp ở trong gói này nhé với công nghệ của Nhật Bản bởi vì thế làm sao giúp cho cái nguyên liệu của chúng ta giữ được hương vị hoàn toàn 100% này ngoài ra thì sao còn giúp không bị thất thoát đi những cái lượng dinh dưỡng ở trong cái gói cháo này nữa wow thật sự là một sản phẩm rất là ngon đáng ăn à, có một cái chia sẻ như này nhé thì đối với cả cái dòng cháo này là dành cho bé từ 10 tháng tuổi trở lên này nên là nó hơi lạc một chút nó không phải là vị của chúng ta mà đúng không à, nhưng mà nhớ này nó vẫn ngọt và ngọt là sao? Tuấn chắc chắn là không sử dụng bột ngọt đâu như nhà như từ bên Sài Gòn Food đã chia sẻ đó Thì cái vị ngọt này tôi có thể Tuấn khẳng định là chắc chắn đó là sao Vị ngọt từ cải bó xôi này Vị ngọt từ sau những hạt cháo này Vị ngọt từ cá hồi này Thật sự là rất là ngon à, Chị Tuyết ơi Thì không biết ở nhà mình đã có em bé chưa nhỉ con chị hiện tại thì cũng mới vừa tròn 6 tháng tuổi thì chị đã bắt đầu cho bé sử dụng cháo nhuyễn bởi vì cái độ tuổi này á thì bé rất cần cái cái độ nhuyễn trong cháo để cho bé dễ dàng hấp thu không bị hóc và sẽ tiếp cận hơn à, với rồi. cả những cái sản phẩm dạ, mình dành cho đúng bé đúng, rồi. đúng không chị đúng rồi. À, và cái này thì chị thấy cái, cái cái sự hợp tác của bé khi mà sử dụng nó như thế nào ạ à, em nghĩ là chắc là bé sẽ không nói dối mình đâu đúng không là... đúng rồi đúng rồi tấn thì bé rất là hào hứng khi mà bé dùng thử bình thường chị đút muỗng là bé không ăn đâu yeah. nhưng mà đút cháo này bé lại rất là hợp tác yeah. rất là vui vẻ trong bữa ăn. Wow oh, hay quá và các bạn hãy nhớ nhá đây là việc sự chia sẻ của một bà mẹ đang cho con ăn dặm chứ không phải là đến từ bạn Tuyết nhân viên của Sài Gòn Food. Các bạn nhớ nhớ điều đấy giúp Tuấn và thực sự thì với những cái cảm nhận của bé như nào thì thực sự là tuấn cũng cảm thấy là như vậy thôi sản phẩm của chúng ta rất là chất lượng rất là thơm ngon đảm bảo an toàn này đầy đủ dinh dưỡng này rồi sao nữa còn những cái công nghệ cực kỳ đảm bảo đảm bảo dành cho những cái, dành cho bé thì các bạn hãy nhớ nhá cảm ơn các bạn hôm nay đã có mặt trong cái buổi uh, chia sẻ và đặc biệt nữa đó là sự đồng hành đến từ uh sài gòn food cùng với cả vị khách đặc biệt của chúng ta đây là chị tuyết đúng không ạ thì à, tuấn hy vọng là những cái thông tin đến từ tuấn này cũng như là những cái thông tin uh, từ chị tuyết cùng chia sẻ với cả mọi người sẽ cho mọi người có những cái cây tư vấn uh, có những cái thông tin thực tế nhất và hay nhất để có thể chia sẻ dành cho khách hàng của chúng ta và giúp chúng ta sao ạ? phục vụ cho các ba mẹ những cái bữa ăn sáng suốt và ngon nhất Cảm ơn các bạn đã đến với cả buổi uh, chia sẻ ngày hôm nay của Tuấn Và các bạn hãy nhớ giúp Tuấn nhé Là sau mỗi buổi livestream stream này uh, Sau cái buổi chia sẻ này hôm nay của Tuấn Chứ không phải livestream nữa đúng không Thì sẽ có một bài test dành cho các bạn Cái bài test này sẽ giúp cho chúng ta nhớ lại nhiều hơn những cái kiến thức của chúng ta Trong cái buổi ngày hôm nay Và tất nhiên cũng sẽ có những cái phần quà dành cho các bạn trả lời nhanh nhất và tốt nhất Hello mọi người Tuấn lại trở lại đây Thì uh, đến với cả cái phần này thì um đó là một sự tâm lý đến từ nhà cung cấp các bạn ạ ưng ừ, quá cơ hôm nay rất cảm ơn sài gòn food thì để cho các bạn ở dưới cửa hàng của chúng ta có những cái trải nghiệm thực tế nhất này về mùi vị cũng như là hương vị của sản phẩm để chúng ta có thêm được những cái thực tế cũng như là cái nhìn khách quan nhất để chúng ta có thể chia sẻ với cả khách hàng thì sài gòn food đã dành tặng cho mỗi cửa hàng của chúng ta một bộ sản phẩm này đây thì Tuấn có đã để sẵn ở trên này rồi thì mọi người có thể thấy, có thể thấy được trong cái bộ sản phẩm mà Sài Gòn Food dành tặng cho chúng ta đầu tiên đó là sản phẩm cháo Sài Gòn Food baby cháo tươi dạng nhuyễn cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên thứ hai đó là cháo tươi Sài Gòn Food baby từ 10 tháng cháo Sài Gòn Food bổ dưỡng cho bé từ 10 tháng trở lên cháo tươi Sài Gòn Food cho bé từ 12 tháng cháo tươi dạng chén cho bé 10 tháng và một hộp cơm hầm dành cho bé từ 15 tháng trở lên thì uh, hy vọng là các bạn sẽ có những uh, cái trải nghiệm thật là ngon miệng với cả sản phẩm cũng như là sẽ có những cái nhìn hay nhất và tốt nhất đối với cả sản phẩm để có thể chia sẻ đối với cả các ba mẹ nhá thì chúc các bạn sẽ có những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời cùng với cả những cái thông tin tốt nhất dành cho các ba mẹ để giúp chúng ta vút số xin chào tất cả các bạn